tiếp được. Như là nhờ qua được, như là nhờ qua đây đó, được nhờ có Tháo Vinh đó, cô ba mới qua được sớm 10 năm. Và để cô ba nói về cái gia thế của cô ba thêm lần nữa cho các cháu nghe nha. Cô ba tên là Quỳnh Như Vân. Ở Sóc Trăng đó, cái nguyên quán mình ở Sóc Trăng, ngày xưa ở Sóc Trăng, ở Việt Nam ở Sóc Trăng. Cô ba sang qua đây là 27 năm rồi. Gia đình cô ba thì có hai vợ chồng, năm đứa con, bốn trai một gái. Trưởng nam là Thái Quốc Vinh. Thái Quỳnh năm nay, Thái Quốc Vinh tên tiếng Anh là cũng như là công dân Mỹ, quốc tịch Mỹ là Victor Thái, Victor Q Thái. Còn Thái Quốc Tuấn là o Mỹ, là lính Mỹ lúc đó đi năm đi Ai Cập á, đi qua chiến trường Ai Cập nè, lúc 2006 và cháu đi qua bển 2009 mới về. Thì qua về đây đó, thì nếu mà sau 4 năm mà không có chiến tranh thì sáu sẽ được là cựu quân nhân rồi, không có đi nữa. Thành ra tới giờ cháu được tạm cựu quân nhân đó, gánh phủ tài trợ được tháng mà vài ngàn đô đó, thì được ông Trâm đó. Rồi, còn vợ còn quên đó, cô ba quên nói vợ của Thái là Thái Hoa Quốc Vinh, là con dâu lớn của Hoa là tên là Dương Hồng Trang đó. Thì cháu cũng đậu ra trường, rồi sau này học thêm bằng dược sĩ năm ngoái đó, nói đó. Rồi hai đứa cháu nội á, thì có hai đứa con, hai cháu nội á là La Nà Thái, tên tiếng Việt á là Thái Trúc Lan, 8 tuổi. Còn cháu kế ba, cháu thứ nhì á, cô gái thứ nhì á là Dô Y Thái, là Thái Trúc Mai, năm nay 6 tuổi. Đó. Hai vợ chồng, hai đứa con. Chuyến này cũng được lãnh số tiền được 1.200 là 2.400 rồi, với hai đứa cháu 1.000 là 3.400 đó. Đó vậy đó. Còn cô ai với Dựng Ba thì lãnh mỗi người 1.200 ha, cả nhà ai cũng được. Còn Thái Quốc Tấn nha, nhà là vợ của Thái Quốc Tấn tên là kêu bằng Hồ Cẩm Loan. Hồ Cẩm Giang, xin lỗi nha. Hồ Cẩm Giang đó, bị quên bị nhớ, má thì tên Thanh Loan hoài đó, má của bà thông gia tên Thanh Loan, thành ra mình quên kêu bằng Hồ Cẩm Giang. Cháu nó qua Mỹ thì ở đây cũng được gần 5 năm rồi, bốn năm rồi đó, ở 2016 thì cha được sanh được đứa con trai tên là Thái Vĩ Sơn này kêu bằng cũng cả 21 tháng rồi. Năm nay cái tên tiếng Anh là D Nhà Thái đó. Còn Thái Quốc Dũng ở nhà đó. Đó, còn Thái Quốc Anh thì có lập gia đình đó, thì cha tên dễ là Joey Lee, Yui gì mình cứ nói Yui á, cái ba già ông xã mình cứ nói coi chừng là nói tiếng lộn ghế tôi khi là hàng lớn, tại sao ghế ta của ba tên Yui rồi mày cần đặt Yui nữa, lộn xộn. Rồi cái còn thằng cháu tên mắc xì đó là nó tên là Lý Thanh Vân, 6 tuổi, thằng cháu trai đó 6 tuổi đó. Mình hai đứa cháu hai đứa cháu nội gái với một đứa cháu nội trai, còn với một đứa cháu ngoại trai, đó, bốn đứa. Hãy mấy đứa mà dự sanh nữa là có thêm rồi đó. Tú Anh nó để sanh đứa nó nằm khỉ sanh tới giờ chưa, nó ngay lo sự nghiệp, không ngại làm ở nhà đó, đó vậy đó. Quốc Vinh thì phải đi tới hãng, tại làm mì computer á, Microsoft á. Rồi vợ thì dược sĩ, phải lại tiệm thuốc tây bán rồi, đâu có nghỉ. Thành ra không có cái không có lãnh cái tiền hỗ trợ liên bang, chỉ có là lãnh cái tiền mà 1.200 đó, gia đình được 1.400, bên Tấn cũng có lãnh đó, cũng mấy ngàn đó. Rồi cái Thái Bình Dương thì lúc ba có 3 tuổi, bây giờ được 30 tuổi rồi. Nó cháu được 30 tuổi rồi, ra trường lâu rồi. Thầy đi làm nó không biết bằng đầu cháu học cái ngành gì, cô ba cũng không để ý. Nhưng sau này là học cái ngành cái bằng huấn luyện viên đó, đem đây đổ bóng á, đổ bóng đi dẫn đi trong trường rồi dẫn đi các
các tiểu bang đánh bóng, đánh bóng gỗ hay là gì đó. Đó. Đó, có một bạn gái là bác sĩ đó. Đó, Dứt Dũng nó ngay cũng có hai người bạn, nhưng mà mấy cô này có một cô Tàu nữa mà đều giống như là kiểm soát quá, cậu ta chịu nổi. Thành ra chưa? Thành ra ổng gà lo chơi cháu hoài, mình cứ nói hoài, nói ổng con phải kiếm người nào mà con thấy mà hiểu con. Cái cô bà mới nói hiểu con, nhưng mà con phải tiếp xúc mới biết là người ta hiểu con không tiếp xúc sao hiểu được. Nói vậy thì cháu cũng cười cười. Hôm đó mở tư cũng có giới thiệu cô đó, mà không phải duyên nợ là thôi đó. Rồi mình mới nói mình cũng có giới thiệu một người đó, mà như để chờ qua dịch đi đó, qua dịch rồi mình sẽ bàn luận với con đó, cho nó đi coi mắt đi coi. Thấy phải duyên nợ có vậy chứ. Ba mình nói duyên nợ là giống như cái mắt kiến, cặp mắt kiến, ai đeo được ai mang hạp thì hạp, cũng như là mang là cũng như là mang hạp nhãn thì ta mang hả. Nói vậy đó, chứ người nào người ta cũng bị cái duyên nợ. Thấy vậy với ở dưới trước khi đầu thai đó là ông tơ bà nguyễn là cột chỉ hồng hai ngắn cắn cái rồi, cũng như vòng có người duyên nợ muộn hay gì, duyên nợ nhanh thôi đó, mau thôi là cũng gặp à, chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà bây giờ mình cũng tìm vậy thôi vậy đó. Chắc cô ba thấy có một người một cô đó cũng được lắm, cô ba đi tầm dâu, nó kêu bằng tầm dâu. Cô ba đi tầm đó, tầm gặp đó, nói với cháu rồi, nhưng mà để cháu để qua dịch đi rồi nó sẽ thôi, đợt này tính về anh ấy rồi đó, mà chưa đi ngưng lại. Cô ba cũng ước mong sao cho Bình Dương nè với Thái Quốc Dũng còn hai đứa có gia đình hết, cô ba vui. Bình Dương nó chờ ốm ở Mỹ này, cần tới cần đám cưới sao, tôi chắc phải đám cưới. Bởi vì ta đàn ông cái đăng cái đoạn đàn bà cái đó, mình phải có vợ có chồng á, thành ra mình mới mận ăn xây dựng gia đình được. Nói vậy cái nói vậy đó, cái mà mình Vinh mới ý là mà mình Dương nó cười, nó nói vậy sao em, nói vậy nó cũng đốc hoài đó, không biết sao chỉ ngồi đấy tính là bữa dưới này mối tờ đề cũng đâu có đi. Nó gọi lại, nó ngày Bình Dương gọi lại chúc mừng mối tờ đề ấm, vì ở đây hơi xa rồi, im mướn nhà mướn phòng mướn nhà ở trên chỗ mà gần trường mà để dạy ở chỗ đó, ở đây mướn một cái phòng gì đó là chỗ quen đó nha. Cái đó là bạn của mà Thái Quốc Dũng á, trời ơi, cháu nó mà học chung trường với Quốc Dũng đó, mà bây giờ có vợ hai đứa con rồi. Bởi hỏi mình nói Dũng thấy không, nó có vợ hai đứa con, mua hai cái nhà cho mướn mà bán gì, và cháu biết bán cả nhà biết bán gì không, thích ao á, cũng như là thích ao là bán mà đồ mà ăn thức ăn nhanh mà của Tàu á, cũng như là ngồi có cái bàn ngồi đó cũng được, hay là đem đi cũng được, như là từ 10 đồng trả lời nha, món một món ăn vậy đó, từ 10 đồng trả lời mua hai cái nhà cho mướn á. Mình Bình Dương là mướn á, có một cái phòng ngủ đó mà ơn nghĩa đó nha, là bạn thân đó của Dũng đó, mà một gan đó mà điện gáp nữa là ngàn mấy rồi đó, đó là rẻ đó, chứ thường thường là ngàn mấy đó, cỡ ngàn tư ngàn rưỡi đó, nghĩa đó. Đó vậy đó. Cháu thấy thằng kia mới nói Dũng đó, trời ơi bạn con hai đứa con rồi, con chưa chịu cưới vợ nữa. Tối ngày chơi lo vô, thương cháu lo cháu mà ngày bao nhiêu mấy tuổi vậy, cho ngày nhìn thấy thấy cái gen thì sao, thấy trẻ giống như con Vinh vậy, bốn mấy tuổi thấy trẻ khô tướng vậy. Nhiều khi cô ba bây giờ rảnh mới nhìn, hồi đó chứ mình ấy trời ơi năm đứa con ý mày nhìn thấy đá gì đâu, nói vậy mà mình cũng không để ý. Bây giờ mình nhìn từ đứa một trời thấy đẹp trai quá. Nó này Tú Anh thì nó ra bánh ếch nha, này nó có duyên, cái duyên dáng của nó duyên. Hồi đó chị nó thấy ngàn thấy loan rồi đó, trời ngộ dữ lắm á, lúc nó mất mười mấy tháng rồi đó. Mình nói đó thì giữa anh Tấn với Quốc Vinh bị sanh năm 81, mà cuối năm gần cuối năm 82 mới mất, thành ra mười mấy tháng. Lúc đó mình cấn thai Tấn 83 mới đẻ Tấn, lúc đó cô bà ốm lắm đó, ốm lắm, có chưa được 100 pound, chưa được có chừng 38 kg vậy đó. Hồi lúc mà gặp Dưỡng Ba là cô ba được 41 ký rồi. Từ từ cái nó mập lên, nó xanh đẻ tự mập lên, mà chưa nó tới mấy em đi được hết qua mấy mà tới 86
cái dưỡng ba nói đi đâu, người ta nói bốn bốn vợ mày cấp này có da thịt. Cái ổng nói biết sao, ông xã mình nói tại mấy đứa em bả đi hết, mấy đứa em bả đi hết rồi bả mới mập lên, nếu còn đây bả còn ốm nhom. Đúng lúc mấy em đi được thì của ba mới mập lên, cực quá khổ. Bao nhiêu nhịn ăn nhịn khát nhịn đói, không có dám ăn gì chứ hà tiện để dồn lên để mà lo cái mấy em một tiền tiếng lớn mua mạng anh em từ mừng từ người một. Nói tới qua uống miếng nước nha. Vậy đó anh ra bữa nay mua bán cũng có tiền dữ lắm á. Nếu chịu mần chị cô ba mới nói ở Mỹ này á, nếu mà mình chịu mần á thì có tiền dễ lắm, siêng là có tiền. Chị mới nói em đó, nói ở Mỹ này cái bà kia nói ở Mỹ này không dung túng những người làm biếng, mà đưa thì không ít ai làm biếng đâu, không có đâu, thì người ta thấy có công ăn việc làm là họ vui lắm, không có là họ trầm cảm liền, là họ mặc cảm nữa. Trầm cảm biết là trầm cảm không nói gì, còn mặc cảm nói là mình sợ người ta cho mình là người vô tích sự, không có tài, người ta không trọng dụng. Trời ơi, có chó mà mừng lắm, ít nhiều không biết, nhưng mà ba đây tối thiểu ở New York này là 15 đô rồi, 15 đô là tối thiểu đi giữ người già đó là 19 đồng 99 rồi đó, vậy đó. Tối thiểu là 15 đô kêu bằng ít chứ đó. Thấy không? Vì cô bà nói sống ở Mỹ này sướng lắm, vui lắm, tại vì mỗi tuần cứ lấy được vài trăm đô rồi, ví dụ vậy, sướng lắm. Nói gì như ở đây nè, nhiều chỗ người ta để mà cái bằng nương này ghe nước suối rồi đó, mấy cái ghe đồ luôn rồi đó, rồi nó bọc bọc sẵn gì nè, trời ơi đó hả? Đi 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 mà đi đi dọc đường mà đi thể dục á, gom về còn tiền không đó. Bán hả? Tháng cả trăm vàng bạc vậy ở cái mà thì đã ở đây con cháu đâu đâu có chịu. Vậy đó. Em có chị bạn kìa giống như chồng cô Tám lắm vậy, không biết lấy đâu mà nhiều quá, vợ ngày đó kiếm được mấy chục đô lợi mấy cái building đấy. Lấy mối tao biết cái chỗ nào tao quen tao biết, nó cột quá đây trắng tối rồi, nó bọc sạch sẽ lắm, trắng tối rồi gác riêng nó riêng thành ra vậy đó, với thiệt thiệt là tốt luôn, khỏe lắm ra. Miễn là cái gì miễn xiên là có tiền à, miễn xiên là có tiền. Cô ba nói cũng gì nói về cái nếp sống mà ở New York ấy. Nói cho cả nhà nghe nhưng mà như là biết ấy. Vậy đó. Đấy, cô Tám mà mình nói nha, có đứa con tên cô Thí đó, nhỏ chân mày đó. Hồi đó chị Sáu nói chị Nam Long gì, anh Nam Long cũng chị đó, ảnh làm shop hờ building đó, rồi cái người ta đồ người ta để đó, ảnh lựa ghe rồi bán chai chai nè, chai bia nè, rồi chai nước suối nè, rồi lon coca nè, còn với đây coi còn gì đó không, vậy đó, những cái gì mà trong cái xí cổ đó người ta để ra đó, để nó ngay những người già đó, nhiều khi ta cũng mất vậy đó. Mấy ở đây mấy người sẫm mấy người tàu cũng đi đi tới cái chỗ giờ nó không phải bỏ vô trong cái máy giống như trong cái mà siêu thị nó đâu, có một chỗ kia thì nó chuyên môn ấy, để vô thả vô giống như là cái đồ mà lăn lăn vô, rồi cái ma cái điện tử nó nhảy 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 số vậy đó, nó nhào lên thang máy vậy. Khỏi đếm coi gì trên trong đó nó nhảy, người ta tính tiền lẻ lắm. Có khi bị cô ba biết mày ở nhà này uống nước suối nha đó, cô ba mới để dành lên á, thì nhiều khi hồi đó mày năm ngoái rồi nhiều khi đi dọc đường thấy người ta để bọc bự quá trời, qua về mấy đứa nhỏ nó gầy nó không chịu, rồi cái thả lên á chút xíu rồi nãy bán được trăm mấy bạn đó. Đó. Em nghĩ nhiều bọc kia mà rồi đều khỏi bỏ lon từ cái chút xíu à, nhá vậy đó, như mấy người tàu rồi đó, nó hay người già mà đi thể dục cũng lãnh đời được, tại vì Mỹ nó để riêng riêng cái gian bọc bọc à sách vậy đó. Điều mấy đứa con của ba nó không chịu nha, cô ba không lấy chứ hồi lúc mới lại đây cô ba thấy quá trời luôn á, nó gầy. Mình tính với ai trời ơi, cô nói hả tới tiền đó đem về Việt Nam á, mua mua gạo, hồi đó cô ba về đó mua gạo đó, thì cái người đó bán cái lần một một ký 12.000 á, 100 ký là 1,2 triệu phải không, ủa mấy 1,2 triệu tiền Việt Nam thì có 50 bạc à,
ví dụ gần 50 à. Trời ơi, mua hả mấy trăm ký gạo luôn á, cho người ta cái mì đó, mì thùng anh là 100, thùng anh là 110, 110 mấy ngàn hay biết phải không, chắc vậy, 100 mấy ngàn chắc thùng quá, 10 ký gạo 120 là 200 mấy rồi ha, gần 300 rồi ha, phải không, mình cũng quên đó, không nhớ, chắc mì 110 mấy quá à, không biết phải, bị gì giao cho nhỏ cháu mình vô không có đi lại trả tiền thôi. Khi cô ba nghĩ chợ 100 cái ghe này 5 bạc, 50 xe ở 500 cái 5 đồng, 5 đồng mà 200 cái 10 đồng, 10 đô là 2, 10 đô la là 230 mấy ngàn, phải không? 230 mấy ngàn mua được 2 chốc gà, gần 20 ký gạo rồi. Cứ nghĩ trong cái đầu óc nó cứ nhảy vậy hoài. Nhưng mà thấy còn 5 triệu. Thế thôi không chịu thôi. Giờ ở nhà chỉ uống nước suối này nọ đó, cô ba cắt lên. Chị lại cái chỗ đó, chị thả vô cái một là nó nhảy điện tử lên cái sông. Ra không gậy 3 tháng nay đâu có đem đi, thì lại chỗ đó đi mua đồ không có đem đi, còn để ở chỗ gá ga kìa, nếu mà mới đó đem đi cũng cỡ 100 mấy đồng. Trăm mấy đồng thì coi 100 mấy đô thì nhiều ha, 100 mấy đô tới mấy triệu rồi phải không, ừ 100 đô 2 triệu mấy phải không, vậy cho mới 3 triệu mấy, trời ơi 3 triệu mấy mua nhiều gạo lắm rồi, 3 triệu mấy thì được rồi, tấn gạo thì 1.2 triệu phải không, ừ. Không phải 300 mấy thì nhầm, mua qua tới mấy trăm ký gạo rồi, mấy trăm ký gạo rồi, cả nhà tính coi mà qua cũng không có nhớ không nữa. Đây 100 đô 2.3 triệu 2.4 triệu đi, 150 đô thì nó 3.6 triệu đi, mình cho 3.5 triệu thì cũng mua được 300 ký gạo rồi, thấy không, vậy đó giá ở cả. Nhưng mà ở nhà mới đi ngắm chị ở đây ông nó dạ như nó ngại sợ lối xóm mà ở đây người ta nhà giàu không á, thấy đông chị đó mới lời cô không biết, cô ra đi dọc đồng đi đi dục thấy về nó chịu. Bây giờ ở nhà uống đó, nào tiệc tùng gì đó thì cô cắt lên thấy bộ uống quá, đem ra ngoài xe gác nó nghiến, thấy tội nghiệp quá đi, nó nghiến vậy nha, thấy đau lòng quá à. Khi đó mình cắt lên mình chỉ đi mua đồ rồi mình thả vô đó thôi, rồi mình lấy tiền lên thì làm cái gì tham tự thiện cho mua gạo cho mấy người, gạo với mì cô ba đó cho chỉ cho là gạo 10 ký với thùng mì đó, một cổ phần vậy đó. Vậy ha, vậy như là cô ba nãy giờ cũng dẫn chuyện á, cứ như là cho cũng như cả nhà cũng như là vui á, như là cô ba nói về cái sinh hoạt gia đình cô ba nha, cái cuộc sống gia đình cô ba đó, hậu qua tới giờ 27 năm đó, giờ 5 chỗ rồi. Di chuyển lên chuyển nhà 5 chỗ rồi đó. Hồi đó thì Hùng với mấy em mua nhà rồi đi qua kia mướn nhà rồi sau này mua nhà đó, mua nhà rồi từ đó về bên kia chỗ mướn nhà rồi qua Hùng mua nhà là 2, lại 48 mướn nhà là 3, rồi tới Phấn Bắc Thạch mua nhà là 4, rồi lại đây mua nhà là 5 chỗ rồi về 5 chỗ, 27 năm về 5 chỗ mát mẻ lắm, không khí tốt lắm, coi thích lắm. Dạ Dũng nói nãy giờ ổng mà trở về Queen nha, nó thôi ổng ở đó, ở đây mát mẻ chịu rồi đây, dễ ở kìa, đây là mua lớn không à, chỗ vui chơi biết nhiêu, người thấy tính không mua nhà gần đây thôi, con là mình ở đây thôi, ở đây luôn không đi. Nói ngay tôi anh thì có chồng lên lấy xin ở chỗ Tiểu Đà Loan á, thì 20-25 phút mà không kẹt xe chừng 22 phút mà cho 25 đi là tới rồi, còn mấy đi xe bus nè cô ba vậy. Sáng này nè thức dậy ra tàu hụ quá trời, biết gì không, tàu quá chiếc tàu mà nó chạy đi lên chỗ 34 á, chỗ Midtown á đó, hôm đó nói gì Dương nó cho mình 2 vé đó, ừ mình luôn không có đi tới giờ luôn, sáng nghe tàu chứ nói hồi xưa mình đưa em á, nói tàu sắp lê ba đó, tàu ra Bến Bắc gì đó, hồi đó trời ơi đưa em á, những cái câu nào cũng hay hết trơn, nào là nói cái gì mà gì cái thông ngôn ký lục á, bạc chục không thèm, lấy chồng thợ bạc mà đeo vàng đỏ tay á, nói chi nói ông này nghe, nói trời thấy bà hớn mà có chồng thợ bạc đeo vàng quá trời, chào ổng á, giờ nói với ông xã, cái ông xã nói đâu bằng có chồng đầu bếp, nói có chồng thợ bạc hả chết, nó lột vàng ông này bỏ là hết, còn có chồng đầu bếp ăn vô xương thịt
chết mà ăn theo. Anh xã nói vậy. Ngày ưa nói tí với hai chồng ơi, nói qua nói lại vui. Ông xã trả lời mình vậy cũng đúng. Trời ơi hồi đó hả, gì vậy nha, giữ em hả, ẩm thôi đó, cảm ơn ẩm tới chai nách em thù lùi luôn á. Cả hai những cái câu nào của ai cũng bắt chước về ca hết trơn, ca nặng học ca. Ê, học đưa em có dây có nhợ vậy đó. Nó thích lắm. Ừ. Như nói là má ơi gì à, ba dâu má thương dâu nào, dâu nào dâu nấy má cũng thương. Thế à, dâu cũ thậm thường dâu mới má thương hơn. Hồi đó nói vậy đó. Nói những người mà có dâu nhiều quá gần dâu hỏi. Nó dâu cũ thậm thường rồi, như dâu mới má thường hơn. Ở Việt Nam thì thường thường ở với dâu Úc, như là cha mẹ thì ở với dâu Úc. Thôi vậy ha, bây giờ cô ba cảm ơn cả nhà nha, cũng như nãy giờ cũng bỏ chút thời giờ quý báu để nghe cô ba tự sự về gia cảnh cô ba qua đây đó. Cô ba nói rồi ông gài, tại hôm đó có nói khúc trên rồi, bị mai em tiếng nhỏ quá người ta yêu cầu nói thôi giờ nói lại đi nghe rõ chút, có số người cũng nghe mà số người thì như là bị lỗ tai nó bị hơi ấy, thần kinh nó yếu quá thì nghe mới rõ, kêu cô ba nói lại. Cô ba nói vậy, cảm ơn nha cả nhà cũng như là ủng hộ kênh cô ba, mà kênh bầu trời của New York đó, của mẹ con cô ba, nên đăng ký và subscribe á, cảm ơn nhiều lắm. Như là dòng chia sẻ với những người quan biết, đăng ký dễ lắm. Bây giờ mở đánh bây chữ 40 chữ bầu trời New York, cái thấy cái hình mà cái hình của ba đang nói chuyện đó, cái lấy cái tay chỉ vào cái hình đó, cái chỉ qua cái chỗ đăng ký subscribe á, cái chữ đỏ đó, chỉ vào cái hình, cái chỉ qua cái chữ sụp đỏ là rồi xong, cái chữ đó thành màu đen là đăng ký rồi. Đó, dâu của ba, vợ anh Tứng cái chỉ của ba, đâu của ba cũng biết, ghi của ba cũng dùm cho người khác đó. Vậy bây giờ mình xin tạm dừng đi, chúc cho cả nhà luôn luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều nhiều may mắn nha, nhất là sức khỏe để mà qua được cái đại dịch này. Cô ba chúc luôn những cái bà đồng hương trên toàn thế giới và các không nghĩ đồng hương mà những cái người và người những người mà trên toàn thế giới đó, còn cũng như là hiện diện trên toàn thế giới này được bình an, vạn sự như ý và gặp nhiều điều may mắn, nặng mà cũng như là thoát qua cái đại dịch này ha. Cảm ơn rất nhiều nha. Ok, bye nha. Bye, nhớ nha, đăng ký kênh bầu trời New York giúp nha, subscribe nha, đăng ký. Ok, bye.